Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Santa Clara với Estoril 3 giờ 15 phút ngày 15 tháng 11 năm 2022, vòng 13 vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Khởi đầu tháng 10 với chuỗi 3 thất bại liên tiếp, nhưng phong độ của Santa Clara đã có tín hiệu khởi sắc trong hơn 2 tuần trở lại đây. Sau khi đánh bại Virela với tỷ số tối thiểu ngay trên sân khách, Santa Clara đã lần lượt cầm hòa nhà đương kim vô địch FC Porto và Chaves. Nhờ 5 điểm giành được từ 3 vòng đấu gần nhất, Santa Clara đã thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Tiếp đón Estoril ở vòng đấu tới cùng tâm lý hưng phấn, Santa Clara tự tin hướng đến chiến thắng để nối dài mạch bất bại. Nhưng muốn là một chuyện, thực hiện được hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Khách quan mà nói, phong độ gần đây của Estoril thực sự đáng thất vọng. 4 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường đã chứng kiến Estoril phải hứng chịu tới 3 thất bại và chỉ giành được đúng một trận hòa. Mặc dù vậy, có thể phần nào cảm thông cho những trận thua của Estoril nếu biết rằng họ liên tiếp phải chạm trán những đối thủ sừng sỏ là Benfica 2 lần và SC Braga. Trên thực tế, Estoril mùa này đang duy trì thói quen thi đấu sân khách tốt hơn sân nhà. Trước màn đọ sức Santa Clara, đoàn quân của huấn luyện viên Nelson Verissimo đã bất bại ở 6 cuộc viễn chinh liên tiếp 4 thắng 2 hòa và mới chỉ thua một trận sân khách kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Santa Clara. Ở kèo châu Á, Santa Clara chấp 0.25, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Santa Clara chấp 0.25 full time. Mặc dù phong độ đang có sự khởi sắc, nhưng thực tế là Santa Clara chưa tiến bộ nhiều tới mức đủ để chiếm được niềm tin tuyệt đối của người hâm mộ. Cần biết, chiến thắng trước Virela cách đây 3 vòng đấu mới là lần thứ 2 Santa Clara được ca khúc khải hoàn ở mùa giải năm nay. Trong trận đấu ấy, dù được thi đấu hơn người ngay từ phút thứ 2, nhưng Santa Clara đã chỉ có thể hạ gục Virela nhờ pha lập công muộn màng ở phút 87. Nếu Virela không bị thiệt quân số, chưa chắc Santa Clara đã có thể giành trọn 3 điểm. Thống kê đã chỉ ra rằng Santa Clara không quá áp đảo Estoril về thành tích đối đầu trong quá khứ. Ở 8 lần gần nhất tiếp đón Estoril, Santa Clara thắng 2, hòa 5 và thua 1 trận. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà ở kèo châu Âu, anh em cân nhắc Santa Clara. Chốt kèo châu Âu, Santa Clara thắng. Sau 12 vòng đấu, Santa Clara mới ghi được vỏn vẹn 8 bàn thắng, thành tích chỉ hơn mỗi đội bét bảng Pacos Ferreira. Ở chiều ngược lại, Estoril trong 6 cuộc viễn chinh tại Primeira Liga mùa này đã có 7 lần xe lưới đối thủ và chỉ để lột lưới 3 bàn thua. Với khả năng tấn công hạn chế của Santa Clara cùng sự thực dụng đến từ Estoril, xem ra 90 phút sắp tới tại Estadio José Mizu khó lòng xuất hiện cơn mưa bàn thắng. 7 trên 8 trận gần nhất của Santa Clara khép lại với tối đa 2 lần lưới rung. 6 trong 7 trận sân khách gần nhất của Estoril trong khuôn khổ Primeira Liga cũng chẳng vượt mức 2 bàn trận. Với kèo tài xỉu 2.25, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 2.25, chọn xỉu full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, Santa Clara chấp 0.25 full time. Kèo châu Âu, Santa Clara thắng. Kèo tài xỉu 2.25, chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Santa Clara 2 Estoril 0. Chúc các anh em may mắn, like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.